Phật tử về chùa dự lễ rằm tháng giêng hưởng lộc dưa và bưởi, bưởi đây có bưởi có dưa đây, dưa đây dưa đây dưa khoảng một tấn dưa dưa thì Phật tử cúng dường khoảng một tấn, còn bưởi thì năm nay chùa chinh khoảng 600 trái trên 600 cái bưởi chọn đi. Và chúng ta trước là chúng ta hưởng lộc Phật, sau là chúng ta trẻ ra, nếu ngọt khác thì chúng ta ăn muối, còn không ngọt thì chúng ta là sinh tố. Trong tháng nắng này mà chúng ta sinh tố là tuyệt vời. Đây lấy bưởi đi. Bưởi cam nhỏ nhỏ vậy á, cái ngọt lắm á. Bưởi Tân Kiều nha. Nếu Phật tử ở ngoài dùng cơm mà chưa có lọc bưởi với dưa, lấy cái cây lau bưởi với dưa thì chúng ta lại nhận lọc bưởi và dưa. Đây dưa đây. Năm mới tàu chúc này được gì chúc bộ. Dạ, dạ. Rồi, cô có lọc chưa? Dạ có. Rồi, có lọc không? Dạ dạ. Hồi sáng giờ đông lắm. Dạ. Hồi sáng giờ Phật tử đông lắm. Dạ. Nếu hôm nay sáng. Sáng thì đông lắm. Hồi sáng mà nói ra đưa lọc bữa dưa chắc hết rồi. Giờ còn chỉ 30% á, chứ sáng đông lắm. Giờ tính là đợt thứ ba rồi. Trước Phật tử về chùa lễ Phật dùng cơm chay, sau là có lọc bưởi, lọc dưa. Nếu như bưởi và dưa ăn chưa ngon á, chúng ta lập thành tố. Rồi đem ra, nếu như thiếu thì vô trong lấy nữa. Có lấy mấy cái dĩa đó xuống cho người ta luôn không? Thôi lấy cho luôn đi. Cho luôn ha. Cho luôn đi. Dạ, ừ. Có lọc vô chưa? Lấy đi. Vô chưa? Cô Nga xem xong nha. Sang năm cái đem vài trăm bưởi xuống đây thầy dân là phát lộc ra đó, phát lộc về cô bác nhận rất vui, rất quan hỷ đó. Đem xuống. Bỏ thêm ra một cái thau nữa, bỏ luôn dĩa. Trung Minh bỏ lên cái dĩa lên trên á, đừng nó chọn, bỏ lên trên à đó vậy đó. Rồi bỏ vậy đó. Rồi tự cô bác chọn. Hết pin rồi. Cười cái coi hướng. Phật tử yêu cầu là cho lọc dưa lọc bưởi
mà không có bọc xốp. Đây, lọc đây, lọc đây. À, bởi hiện nay thầy còn rất nhiều, khoảng 400 cái. Người ta xin bọc đỡ những cái chút đấy. Mà chào Phật tử nha, điện thoại thì hết pin rồi. À, dù cô bác ở nhà có dưa, có bưởi, nhưng về chùa vẫn nhận lọc bưởi, lọc dưa ở chùa. Cái vui không? Đó, cây dưa, cây bưởi vui không? Được, lên sóng luôn, vui luôn. Rồi, phước quý qua chùa Phổ Quang, dưa bưởi có đầy đủ. Rồi, đây, đây, thấy không? Phật tử vào vui không? Đó, vui, mô Phật. Có bị liễu hả? À, dạ hả? Giỏi.